Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Tiểu sử Trấn Thành từ con số 0 đến đỉnh cao sự nghiệp. Danh hài Trấn Thành đã chính thức bước sang tuổi 33, cùng nhìn lại hành trình chinh phục khán giả từ con số 0 đến khi sở hữu khối tài sản khủng bậc nhất showbiz và một sự nghiệp thành công rạng rỡ của Trấn Thành. Trấn Thành tên khai sinh là Huỳnh Trấn Thành, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1987. Anh được biết đến với vai trò là MC, diễn viên hài, diễn viên điện ảnh và diễn viên lồng tiếng. Ngoài ra, anh còn có một số tài lẻ khác như về âm nhạc, nhái giọng. Trấn Thành được sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình Trấn Thành có 5 người, ba của anh là người gốc Hoa và mẹ của anh là người Tiền Giang. Trấn Thành có hai cô em gái khá trẻ trung, đặc biệt cô em kế Trấn Thành có gương mặt với nhiều đường nét giống anh trai và rất thu hút người nhìn. Trấn Thành sinh ra và lớn lên trong gia đình có nhiều khó khăn. Anh từng chia sẻ bố mẹ anh đã phải rất vất vả để nuôi lớn ba anh em anh như ngày hôm nay. Bố anh từng phải chạy xe máy giao hàng với số hàng thường xuyên, chất cao như núi. Để có tiền chăm lo cho gia đình, ông đã từng thức đêm dậy sớm, vác từng bao tải, siết từng con ốc, sửa từng cỗ máy công nghiệp. Được biết đến nhiều hơn với vai trò MC, nhưng sự thật thì Trấn Thành từng theo học khoa diễn viên sân khấu điện ảnh. Trấn Thành có thể nói được tiếng Việt, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Trấn Thành dẫn rất nhiều chương trình như là Người Ấy Là Ai, Siêu Trí Tuệ Việt Nam và một số chương trình nổi tiếng khác. Nhờ khả năng nói lưu loát và hết sức linh hoạt, Trấn Thành đã được mời lồng tiếng cho một số nhân vật trong các bộ phim nổi tiếng. Có thể kể đến như nhân vật sốc chuột Elvin trong phim Sốc Chuột Siêu Quậy 3, Ngựa Thần Marty, Thần Tượng Châu Âu, Crew. Trấn Thành có một tài năng đó là nhái giọng người khác. Anh có thể giả giọng hát cũng như giọng nói của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như là ca sĩ Lam Trường, ca sĩ Duy Mạnh, ca sĩ Thanh Lam. Ngoài ra, Trấn Thành còn được biết đến là một nghệ sĩ với những vở hài nổi tiếng. Các vở diễn để đời của Trấn Thành có thể kể đến như Bí Quyết Dạy Vợ, Khách Hàng Là Thượng Đế, Xác Chết Loạn Nghĩa Trang, Đám Rác. Trấn Thành đã tổ chức thành công các live show kỷ niệm sự nghiệp của mình và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả như Chuyện Giỡn Như Thiệt, Bình Tĩnh Sống. Ngoài việc là một MC và diễn viên hài, Trấn Thành còn bén duyên với điện ảnh. Đến với điện ảnh như một cuộc dạo chơi, thế nhưng những vai diễn của anh luôn để lại ấn tượng lớn trong lòng khán giả. Những ngày mới tham gia diễn xuất, Trấn Thành ít lần được đảm nhận vai chính, cũng chẳng được PR rầm rộ. Tuy nhiên sau nhiều năm, anh nhanh chóng thể hiện tài năng diễn xuất và nắm trong tay hàng loạt tác phẩm ăn khách. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ rất lâu, bản lĩnh sân khấu và diễn xuất linh hoạt, Trấn Thành đã cống hiến rất nhiều và đồng thời cũng đạt được rất nhiều giải thưởng. Giải ba người dẫn chương trình truyền hình năm 2006, giải Mai Vàng 2013, diễn viên hài được yêu thích nhất, giải HTV Awards 2014, giải cống hiến, giải Mai Vàng 2014, MC được yêu thích nhất, giải HTV Awards 2015, nam MC được yêu thích nhất, VTV Awards 2015, MC ấn tượng, giải VTV Awards 2015, nghệ sĩ hài ấn tượng, giải Mai Vàng 2015, MC được yêu thích nhất, HTV Awards 2016, MC được yêu thích nhất, HTV Awards 2016, nghệ sĩ hài được yêu thích nhất, giải Liên hoan phim Việt Nam 2019, nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên, có lẽ phần thưởng lớn nhất mà Trấn Thành có được sau nhiều năm miệt mài cống hiến không mệt mỏi, đó chính là sự yêu mến, quan tâm và ủng hộ của khán giả dành cho anh trong suốt thời gian qua. Mặt khác, khi đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, Trấn Thành trở thành tâm điểm tẩy chay của công chúng khi những bức hình thân mật của anh cùng Harry Won rộ lên khắp các mặt báo. Những ngày ấy, nam danh hài bị nhiều người cho rằng là tội đồ phá hoại hạnh phúc của người khác vì có mối quan hệ với Harry Won sau khi nữ ca sĩ tuyên bố chia tay với bạn trai 9 năm. Giữa tầm bão, dù Trấn Thành đã nhiều lần lên tiếng giải thích, thế nhưng làn sóng tẩy chay anh vẫn rất mạnh mẽ, đứng lên vượt qua tất cả. Khối tài sản khủng ở tuổi 33. Từ ngày về chung một nhà với Harry Won, cặp đôi nhanh chóng vươn lên top, sao có mức cachet đắt đỏ nhất nhì showbiz Việt. Trong nhiều năm liền, nam danh hài luôn nằm trong top những ngôi sao sở hữu khối hàng hiệu đắt đỏ nhất từ quần áo đến giày dép, túi xách phụ kiện. Trong đó không thể không kể đến bộ sưu tập nước hoa tiền tỷ của anh. Mỗi lần xuất hiện, nam MC luôn khiến nhiều khán giả phải choáng ngợp bởi số hàng hiệu đắt đỏ xa xỉ mang trên người. Mới đây, cặp vợ chồng nam danh hài còn được cho là mới tậu một căn biệt thự mặt tiền với giá hơn 15 tỷ đồng. Hoạt động nhiều năm trong làng giải trí, đến nay Trấn Thành đã có được cho mình
kinh tế bền vững. Trải qua nhiều sóng gió, nam danh hài vẫn luôn là cái tên được người hâm mộ dõi theo và dành nhiều tình cảm. Mừng sinh nhật 33 tuổi, nhiều người hy vọng anh sẽ gặt hái được nhiều thành công. Hôm nay là ngày Asin bước sang tuổi 33. Trên trang cá nhân của mình, nam danh hài đã chia sẻ bộ ảnh chất lượng được chụp tại Hàn Quốc cùng với lời chúc bước qua tuổi mới ngày càng thành công hơn nữa. Tin tức showbiz cũng xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh, tuổi mới nhiều sức khỏe và sự nghiệp thăng tiến hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.